Mức độ lợi ích của dòng máy ép cán viên của công ty cơ khí Bình An chắc chắn là bà con không còn xa lạ. Nhưng ngoài ép cán theo công thức thông dụng ra thì bà con còn ứng dụng làm theo nhiều mục đích khác nhau. Máy còn có thể ép được phân hữu cơ, phân trùn quế phục vụ cho trồng trọt. Và như video ngày hôm nay, Thu Hương sẽ giới thiệu tới bà con cách khách hàng chuộng nguyên liệu ép cám thảo dược để sử dụng theo mục đích riêng. Ngành chăn nuôi hiện nay đang ngày càng phát triển, quy mô chăn nuôi ngày càng mở rộng, kéo theo đó là bài toán chăn nuôi sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất. Thấu hiểu được điều này, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại cơ khí Bình An đã cho ra đời dòng máy ép cám viên S250. Máy có thể ép các nguyên liệu thô như ngô hạt, đỗ tương, cám bột, cua, cá, ốc, rau, bèo, quả voi thành cám viên dinh dưỡng, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, giúp bà con chủ động được nguồn thức ăn và giảm chi phí chăn nuôi. Chưa bao giờ tự làm cám viên cho vật nuôi lại đơn giản đến thế. Chuẩn bị nguyên liệu dinh dưỡng đầy đủ, sau đó trộn đều và cho vào máy ép. Ngoài những công thức trộn cám cụ thể, khách hàng hoàn toàn có thể nghiên cứu các công thức riêng theo mục đích sử dụng. Tùy từng loại vật nuôi và nguyên liệu sử dụng mà khách hàng chọn lựa mặt sàng phù hợp từ 3 đến 6 ly. Độ dài ngắn của viên cám khách hàng có thể điều chỉnh được từ 0,8 đến 2 cm. Máy ép cám viên S250 sử dụng động cơ 7,5 kW đến 11 kW, nguồn điện 380V, máy cho năng suất từ 400 đến 500 kg trên 1 giờ. Bà con chăn nuôi trang trại gia cầm, gia súc số lượng nhiều, các hộ kinh doanh cám sử dụng máy ép cám viên S250 rất phù hợp. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 6 tháng và tư vấn kỹ thuật trọn đời máy. Đến với cơ khí Bình An để nhận được giá thành rẻ nhất tại xưởng và chế độ chăm sóc tận tình nhất. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.